Nướng thịt trên nền bê tông ngoài sân nhà, suýt nữa gặp họa vì sự thiếu hiểu biết. Tưởng như sẽ có bữa ăn uống ngon lành ngoài sân, tuy nhiên tiếng nổ từ ngay chỗ bếp nướng đã khiến tất cả trở thành bang kinh hoàng của nhóm bạn trẻ. Sự việc xảy ra vào tối ngày 7 tháng 12 trước sân một ngôi nhà. Lúc này một nhóm người đang tổ chức bữa ăn ở ngoài sân bằng món ăn nướng. Khi đang quay quần bên đống lửa, vừa nướng đồ ăn vừa nói chuyện, thì mặt sân bất ngờ phát nổ, khiến tất cả bỏ chạy tán loạn. Nhiều cư dân mạng đã chỉ ra được nguyên nhân phá đám bữa tiệc của nhóm người trên, đó là do nướng bếp lửa trực tiếp trên nền bê tông, dẫn đến sự giãn nở để rồi vụ nổ đã xảy ra. Sai lầm lớn nhất của những người nướng thịt này là không biết mặt sân bê tông có thể phát nổ khi chịu tác động bởi nhiệt độ cao. Khi đống than hoa đang cháy rực trên nền sân thì sự việc này mới xảy ra. Đây cũng là lời giải thích cho việc vì sao khi nướng bất kỳ thứ gì, người ta đều trang bị những chiếc bếp nướng cao hơn hẳn so với mặt đất. Thật may trong tình huống nguy hiểm ở clip trên thì thiệt hại chỉ là bữa thịt nướng chứ không có ảnh hưởng gì tới những người xung quanh. Thiết nghĩ đây chính là một video ghi lại bài học trực quan sinh động để mọi người còn rút kinh nghiệm khi sinh hoạt hàng ngày. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.